cuộc gọi lúc nửa đêm đến máy của nhung lưu là anh yêu nhung vội vã nghe máy em nghe đây có chuyện gì về anh nghe này chúng ta có thể kết hôn sớm hơn dự kiến tôi không yêu cô đó là câu trả lời rõ ràng nhất để cô không thắc mắc chuyện giữa chúng ta là do hai gia đình sắp xếp còn nếu cô động vào người mà tôi yêu lần nào nữa tôi nhất định sẽ để cô có một lễ cưới không có chú rể hoặc là cô làm cho tôi muốn phải bảo vệ người yêu cũng là ý hay nếu muốn tiếp tục Tùy cô chọn Ngô Hồng Quân Tại sao anh lại không bảo không yêu tôi Và nhận nó làm người yêu chứ Nó có gì hơn tôi Này Ngô Hồng Quân Hai tháng sau Lan giấu hoàn toàn Chuyện gọi cho Quân vào hôm cấp cứu Coi như chỉ có Lan đưa vào viện Đó là ý mà Quân dặn dò Lan Tôi kể từ sau khi bị đâm Đi học cũng không còn ai trêu chọc nữa tất cả như không có gì xảy ra công an cũng chưa bắt được thủ phạm đâm tôi hàng ngày tôi vẫn đi học và phụ chị bán hàng đêm đến cứ nhìn số của quân mà cứ ấn gọi rồi lại tắt vội vì không biết phải nói gì tôi lại chợt nhận ra anh ta có vợ sắp cưới đầu mình nghĩ gì vậy đêm nay noel tôi khoác áo ra ngoài cứ đi bộ trên con phố một mình tôi đầu sau cứ chỉ nghĩ về anh ta đi bộ đến quán cà phê của chị họ anh ta. Bước vào trong, tôi ngồi chỗ mà Quân vẫn hay ngồi. Nhìn hai bạn nhân viên mới, một nam một nữ, trang trí cây thông. Tôi nhớ lại. Đưa tôi cuốn cây cho. Vâng, cảm ơn anh. Hương nhớ lại khoảnh khắc Quân ôm eo cô trêu cô. Thì cô gạt chân Quân, nhưng bị Quân ôm gọn. Nước mắt của Hương rơi xuống. Mình từ khi nào trong cuộc sống đã luôn có sự hiện diện của người ấy Tại sao cô không ăn cá Rất tốt đấy Tôi không thích Quân gỡ xương rồi gắp vào bát của Hương Không ăn cũng phải ăn Đừng có phụng phỉu Hương bứng bật dậy đi ra khỏi quán cà phê Vừa đi vừa khóc Rồi nhìn những ánh đèn Giáng sinh Cô ôm tim của mình Người ấy chưa bao giờ đối xử không tốt với mình Tại sao mình không nhận ra điều đó Hương đứng giữa ngã tư đường Ôm trái tim bật khóc như mất vương hướng tại quán bar quân ngồi trong phòng vip bên cạnh hai ba cô gái chân dài đưa ly rượu hết ly này đến ly khác quân ngồi uống như kẻ mất hồn ánh mắt anh ta lầm lì chủ tịch ơi uống với em ly này nữa cút hết ra ngoài đi quân quát anh ta gục xuống bàn rồi đôi mắt lờ đờ nghe ca sĩ bên dưới hát vang lên phận xuyên cách ngăn ôm cay đắng quân mỉm cười ôm cay đắng Cầm tiên thở dài nhìn chủ tịch đang đứng như một kẻ chán đời Nhung đưa thiệp cưới nói với người dưới Nói rằng Ngô Hồng Quân gửi tới Dạ vâng Nhung mỉm cười rồi lờ lờ khi nhìn ảnh của Hương và Quân Tôi nhận được thiệp cưới Tay tôi cầm rồi tôi mỉm cười Chị tôi gạt tấm thiệp Anh ta điên à? Sao lại mời em? Người ta có lòng mời thì mình phải đi chứ Chúng em đâu có lời gì nếu không đi mới là có chuyện nhưng em đang tổn thương đấy điên à em không nghĩ gì đâu em sẽ đi chị cho em mượn váy đẹp nhé kìa hương nghĩ kỹ đi em sẽ đi tôi bước tới hôn lễ quan khách đến toàn chủ tịch ngân hàng các quan chức cấp cao vì là lễ cưới của người có chức vị tôi đưa thiệp ra sẽ được sắp xếp đưa vào trong phóng viên và nhà báo không ai được vào Bên trên MC đang nói lớn Xin mời cô dâu chú rể cùng bước vào Mọi người đứng dậy vỗ tay Trong đó có cả Hương Chú rể trong bộ vét trắng lịch lãm Mặt không vui vẻ chút nào Tay cầm tay cô dâu kiểu hời hợt Nhung cười nhẹ Anh không thể nắm chặt tay của em hơn sao Quân nắm chặt hơn lại Xiết mạnh quá khiến Nhung kêu đau Quân thấy bên dưới Hương đang đứng vỗ tay Anh ta ngạc nhiên khi Hương mỉm cười nhìn Quân anh ta buông tay nhung thiệt nhung tóm lấy tay anh không định buông tay em để đến với con bé đó chứ em mới thay anh gửi thiệp mời cho cô ấy dù sao cũng phải để cô ấy thấy ai mới là người xứng đáng ở cạnh anh quân quay ra nhìn nhung vẻ cay cú cô nghĩ tôi không dám sao quân gặt nhẹ tay nhung giữa lễ đường mọi người đang sững sờ trước phản ứng của chú rể tôi bước vào lễ đường trên tay cầm tấm thiệp mời tất cả ký ức của tôi và người đó có lẽ sẽ dừng lại ở nơi này thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi tỉnh giấc vương vấn đôi chút rồi cũng qua quân bước vào lễ đường làm cho tim của tôi bỗng trở nên loạn nhịp tôi rơi nước mắt rồi gạt vội và đứng dậy vỗ tay cùng mọi người quân gạt tay nhung trước sự chứng kiến của tất cả nhung như thật sự sốc cô ta nghiến răng anh điên rồi sao anh dám Tôi đã nói là cô nên yên phận Nếu muốn hôn lễ có chú rể cơ mà Bố của quân ở bên kia Không hiểu hai đứa đang cãi nhau vì chuyện gì Ông ta nghe thư ký nói Có hương đến sự lễ cưới Ông ta đổi sắc mặt Ông ta bước lên lễ đường Con trai Quân nắm chặt một tay Một tay còn lại nắm lấy tay của Nhung Xe phút bước qua hương Quân đang cố tỏ ra như không có gì Hương quay đi Khi nghe bên trên MC đang chúc mừng cho cô dâu chú rể Cô mỉm cười rồi rời khỏi lễ đường Trên đời này Người ấy chính là mối tình đầu của tôi Tôi sẽ chẳng bao giờ quên Chuyện giữa tôi và anh ấy Hai năm biết nhau Thời gian trôi qua cũng thật nhanh Chỉ tiếc là có duyên và không có phần Tại sân bay Quân đứng nhìn chiếc máy bay cất cánh Cầm tiên cúi đầu Cô ấy bay rồi thưa chủ tịch Hương đạt được học bổng mà cô ấy ước muốn Quân vẻ mặt cười nhẹ nhưng rất buồn. Đáng lẽ phải cố giữ nhau thì mới có nợ Chỉ là tôi là kẻ có tất cả, chỉ không thể nắm giữ được người mà mình thương. Mong rằng cô ấy sẽ tìm được chàng trai nào đó yêu cô ấy, cô duyên gặp nhau nhưng chẳng đủ nợ để ở lại. Quân sơ bàn tay tóm lấy máy bay trên bầu trời. Một năm sau, tại căn biệt thự gỗ của gia đình nhà họ Ngô, bố của Quân và mẹ anh ta cãi nhau lớn tiếng. Mẹ cơm miệng Tôi không cầm đấy Ông làm gì? Ông đánh tôi à? Ông nếu muốn nhà này tuyệt tự tuyệt tôn Thì cứ ép nó đi Đến bây giờ nó không ngủ với vợ Thì làm sao mà có con được Thằng này nhất định chống đối đến cùng à Nó đưa cả đàn bà về nhà ngủ kia kìa Vợ nó như phát điên lên Ông biết nó 39 tuổi mà chưa có con Nhiều tiền nhiều chức mà làm gì Khi không thể có cháu Nó thích con bé sinh viên kia cũng ngoan ngoãn xinh xắn Thì ông ngăn cản Giờ thì ông sáng mắt ra chưa bố của quân ngồi bịch xuống ghế vậy phải làm sao đây còn làm sao nữa nó không thể bỏ vợ được là quan chức cơ mà vậy ép cô gái kia sinh con cho nó liệu được không ông điên à sao ông toàn nghĩ kiểu gì vậy liệu nó có con rơi bên ngoài không bà tưởng tôi không biết sao nó ngủ với đàn bà nhiều nhưng tôi đều biết nó đều ép họ uống thuốc thì làm gì có con con trai của tôi tài giỏi vậy thế mà chuyện con cái lại làm sao vậy tại nhà của quân nhung như điên dại ném hết đồ đạc cô giúp việc can ngăn bà chủ xin hãy bình tĩnh anh ta đưa hết đứa này tới đưa khác về nhà một năm trôi qua tôi đã nhẫn nhịn hết miết hết nổi rồi thím có biết không tôi đã nhẫn nhịn anh ta lâu lắm rồi nhung gục xuống giường hình ảnh cô gái nằm ôm quân trên giường rồi coi thường nhung bà chủ cứ bình tĩnh nhé hết đứa này tới đứa khác anh ta chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cháu từ ngày cưới đến bây giờ Anh ta chỉ chạm vào cháu hai lần Đều là những lúc say mềm Cháu phải làm sao đây hả thím Lấy người không yêu mình đã là thiệt thòi rồi Nín đi Bước xuống sân bay Tôi trở về nhà Sau khi được nghỉ lễ sáng sinh Chị tôi đứng chờ sẵn ở sân bay Hương ơi, Hương Tôi vui vẻ cười thật tươi Vẫy tay với chị Sau ngày đó tôi quyết định ra nước ngoài học tập Và quên đi mọi chuyện Cháu em đâu rồi Ở nhà anh cô trông Này nghe nói lão già kia sắp chết à Dượng nghe chị Sao vậy Hắn ta bị nhiễm khuẩn đường sinh dục Nghe nói bị ngã dập chỗ đó Ngã sao Ngã gì mà lại bị nặng vậy Kệ đi cho đáng đời Này ra nước ngoài có khác Da trắng xinh hơn xưa đấy Có mày chết rét đấy chị Em mua cho cháu nhiều đồ lắm Tiền để học lại cứ mua linh tinh làm gì Em đi làm thêm bên đó kiếm được mà kệ em đi, đi thôi. Tại phòng họp ban quản trị ngân hàng, Quân nhắm mắt ngủ nên mọi người cứ ngắc ngứ không dám nói. Anh ta mắt vẫn nhắm, miệng cất lời. Tiếp tục đi, tôi vẫn đang nghe đây. Quân mở mắt, khiến mấy người cấp dưới sợ sệt, vội nói liến thoáng. Quân sau khi họp lại đi tiếp khách đến tận 22 giờ khuya. Anh ta vùi đầu vào công việc, vừa làm chủ tịch ngân hàng, lại làm bí thư thành ủy của thành phố. Công việc ngập như núi, nhưng Quân vẫn luôn giải quyết gọn gàng cầm tiên nhìn qua gương chiếu hậu cô gái là hoa khô đại học xinh xắn đang ôm eo quân ở ghế sau chủ tịch quân xịt nước hoa gì mà thơm vậy lát nữa có thể cho em biết tên được không quân cứ như khúc gỗ anh ta đã ngà ngà say chẳng nói gì với gương mặt lạnh tanh nhìn bên ngoài ánh đèn giáng sinh khiến cho anh ta càng thêm buồn xe đi đến cửa quán cà phê của chị họ quân anh ta bảo dừng xe cô gái trên xe thắc mắc anh đi đâu vậy Em không muốn uống cà phê đâu Quân đi thẳng Mặc kệ cô gái ngồi ỉ trên xe Anh ta lảo đảo bước vào quán Tiếng chuông gió vang lên Tiếng nhân viên xì xào Xin chào quý khách Quân bắt gặp Hương đang ngồi chỗ mà anh ta hay ngồi Hương cũng ngạc nhiên liền đứng dậy Quân mỉm cười rồi đi tới Chào Hương, lâu rồi không gặp em Vâng chào anh, cũng khá lâu rồi Hương cũng ngại khi ngỡ ngàng gặp lại Quân ở nơi này Em khỏe không? À em rất khỏe còn anh quân nhìn hương vẫn nở ra một nụ cười rạng rỡ đó hương có vẻ béo hơn anh ổn bây giờ anh đeo kính rồi ạ à? anh cận lâu rồi mà chỉ là lúc nào làm việc anh mới đeo thế mà em không biết em tưởng là anh đang học ở bên kia em về nghỉ lễ đi lâu cũng nhớ nhà nhớ mỗi nhà thôi sao không nhớ anh à quân nói khiến không khí căng thẳng anh ta xua tay à không anh đùa thôi anh có bé chưa bé nào ý em nói là có con đấy hả vâng anh chưa anh chờ hương về sinh con cho anh đây hương tắt nụ cười anh nói chuyện kiểu này em không nói nữa đâu hương đứng dậy quân tóm lấy tay anh vui lắm vì lại được thấy em còn em em thế nào khi chúng ta gặp lại nhau đôi mắt của hương đỏ lên khi nghe thấy quân nói như vậy cô rút tay ra khỏi bàn tay của quân em phải đi rồi tạm biệt anh Tiếng trông gió của cửa quán vang lên Khi Hương bước ra khỏi quán Cô ôm miệng khóc ở cửa Em cũng nhớ anh Quân ngồi một mình Lặng nhìn ly trà nóng của Hương Vẫn đang bốc khói Anh ta cười nhẹ rồi thở mạnh Bỏ chiếc kính cận gọng bằng vàng trên bàn Đột nhiên thấy Hương quay lại Ôi giật mình Em quên túi Sao mắt đỏ vậy? Em khóc sao? Đâu có Mi em rụng vào Em dụ nên vậy thôi Chuông cửa vang lên Cô gái kia phụng phỉu Anh Quân sao mãi chưa chịu sai xe vậy Người ta chờ mãi rồi Hương giật mạnh túi từ tay của Quân đang cầm Quân với tay định nói gì đó Hương rời khỏi quán vội vã Quân chạy theo Đứng lại anh bảo Anh vẫn là một thằng bệnh hoạn vô liêm sỉ Hương nói như tắt nước vào mặt của Quân Anh ta vuốt nhẹ mặt Sao cũng được Đi cho Noel với anh nhé Anh cả tôi đấy à Cứ cho là thế đi Quân tóm lấy tay của Hương Hương gạt mãi không được Này anh, bỏ tôi ra Cầm tiên phóng xe lên rồi cười nhẹ chào Chào Hương Vâng em chào chị Quân đẩy Hương lên xe Anh ta báo cầm tiên Tôi nghỉ ngày mai Vâng chủ tịch Hương mở cửa xe nhưng quân đã nhấn ga phóng khiến cho cô sợ Đi đâu vậy Đi hưởng Giáng sinh Xe đưa Hương đến căn nhà riêng của quân Ở trên khu Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc Hương sỗi không nói câu gì cả Cả chặng đường ngủ lịm đi Quân nắm lấy bàn tay của Hương Hương mở mắt Đây là đâu vậy? Đẹp không? Hương thấy cây thông Giáng sinh lớn lấp lánh Giữa khu rừng trung tâm của đảo Cô mở cởi xe ra Đẹp thật đấy Quân đi từ phía sau nắm lấy tay của Hương Một chút thôi Hãy để anh ở bên em Giáng sinh năm nay Anh ta hôn nhẹ lên bàn tay của Hương Hương giật lại Anh có vợ rồi Nên giữa chúng ta là không thể vợ sao quân cười như một kẻ điên hương nhíu mày anh cười gì cười tôi đấy à em nghĩ tôi thích em hơn hay thích cô ta hơn anh nghĩ gì tôi làm sao mà biết được hương quay đi quân tử sau ôm lấy cổ của hương anh ta hôn lên tóc hít một hơi thật sâu anh yêu em thật sự yêu em chỉ là anh không dám nắm giữ không dám tới gần em chỉ vì anh sợ mất em Người ấy đang tỏ tình với tôi dưới cây thông Noel to lớn vào mùa Giáng sinh thứ ba Kể từ khi chúng tôi biết nhau Đã ba mùa Giáng sinh qua rồi Nhung đi vội vã tới chỗ bố của quân Cô ta khóc quỳ dưới chân của ông Bố Cô ta đã quay lại và đã xuất hiện Cô ta sẽ cản bước tình cảm của chúng con Con xin bố hãy làm gì đó đi ạ à? Anh ở bên ai cũng được Miễn không phải là nó Bởi vì nó là người anh ấy thích Xưa con nghĩ chỉ có duyên làm cho anh ấy rung động Thật không ngờ lại xuất hiện con danh đó Bố hãy giúp con đi Con về nghỉ ngơi đi Đừng xúc động quá Ta sẽ giải quyết chuyện này Con cảm ơn bố Nhung rời khỏi phòng Bố của quân thở dài Thư ký của ông ta cúi đầu Tôi sẵn sàng chờ lệnh Ta có ý này Dù sao thì nó cũng không có cảm xúc với con bé Nhung Cứ tình trạng này Nhà họ ngu tuyệt tự mất Hãy lợi dụng con bé đó Cứ để chúng nó bên nhau Để nó sinh con cho dòng họ này sau đó giết nó đi vâng tôi hiểu giờ ngoài mặt cứ như phản đối phải không ạ à? đúng vậy con bé nhung cũng là một đứa vô dụng chồng kè kè bên cạnh mà để nó không động vào thật sự là không nghĩ đến mức như vậy đâu tôi nghĩ lấy rồi sẽ có tình cảm thật không ngờ nhung đứng bên ngoài cửa cô ta nghe thấy tất cả nhung nắm chặt tay phạm thu hương tao phải giết mày khi màn đêm buông xuống Tôi ngu ngốc ngây thơ nhận ra rằng Liệu tình cảm này sẽ tồn tại được bao lâu Ba mùa Giáng sinh rồi Chúng tôi đã quen nhau ba năm Mà chẳng thể ở bên nhau Đến một cái nắm tay đơn giản cũng chẳng dám Thật sự không thể Giữa chúng ta suốt cuộc là mối quan hệ gì Quân đột nhiên buông bàn tay của Hương Anh ta chợt nhận ra Nếu đến gần Hương thì cô sẽ gặp nguy hiểm Xin lỗi em Anh sai nên hơi quá Anh đã quá xúc động khi gặp lại em nên cảm xúc nhất thời này cảm xúc nhất thời hương tát vào mặt của quân để anh đưa em về tôi tự về được tôi nói cho anh biết ngô hồng quân tôi là tôi và tôi chứ không phải là thứ để anh đùa cợt ba năm qua anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không anh cứ lúc giản dào tình cảm rồi lại hời hợt buông thõng và rồi kết thúc là anh đã đi lấy vợ đã kết hôn làm ơn tránh xa tôi ra hãy để tôi được yên hương nói với vẻ mặt đầy tức giận cô đi lướt qua vai của quân quân miệng ngắc ngứ không thể nói thành lời anh ta đứng yên lặng dưới gốc cây thông hai người quay lưng vào nhau lại một mùa giáng sinh nữa cả hai chưa từng được bên nhau tròn vẹn hương vừa đi vừa khóc cô cảm thấy ấm ức gặp nhau như vậy thả rằng không gặp yêu người như vậy tôi thả rằng vứt bỏ trái tim vì sao anh nữa yêu em như vậy hôm sau tôi đi uống cà phê với lan lan tức giận anh ta nhìn tổng diện thì đều thích cậu nhưng mà sao anh ta lại làm như vậy nhỉ sao lại lấy vợ chứ ơ ờ thì thích là lấy thôi mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai kệ đi nghe bảo tôi nên lạnh lắm đấy đi mua đồ đi tao có đủ áo rồi thì tao mua đi nào tới trung tâm thương mại một người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn rất đẹp bà đi qua tôi rồi chợt quay lại cháu là phạm thu hương đúng không nhỉ dạ vâng cô là cháu không biết cô nhưng cô biết cháu đấy Làm đi cà phê nhé Cô là mẹ của Ngô Hồng Quân Vâng, tôi thấy bà nói chuyện rất nhẹ nhàng Bà biết chuyện giữa cháu và Quân Bà cũng muốn nói cho cháu biết Không phải Quân không yêu cháu mà đi kết hôn đâu Nó kết hôn là vì yêu cháu Sao ạ? À? Cháu không hiểu ý của bác Hôn nhân là do chồng bác sắp xếp Quân không thích nhung, đó là sự thật Hôn nhân của chúng có cũng như không Có lẽ nó sớm ly hôn thôi Bác hy vọng cháu là nguồn sống cho con trai của bác yêu đời hơn. Nó chán nản tuyệt vọng ra sao, người làm mẹ như bác biết hết. Bác chưa từng thấy con mình như vậy kể từ khi nó trưởng thành. Cho đến với anh ấy có quá nhiều chuyện không hay nên có lẽ cháu và anh ấy không hợp. Cháu vẫn muốn anh ấy được hạnh phúc, nhất là khi cháu biết anh ấy kết hôn. Cháu lúc ấy rất thất vọng nhưng vẫn muốn anh ấy hạnh phúc. Như bạn đã nói, nó kết hôn là vì yêu cháu, vì cháu. Cháu hãy suy nghĩ về điều này. Bác đi trước đây Vâng Câu nói của mẹ Quân cứ loanh quanh trong đầu của tôi Kết hôn vì mình sao Hương vừa bước được vài bước Thì đột nhiên có vài cô gái chặn đường Xin lỗi mấy chị làm Họ tát vào mặt của Hương Rồi đấm đá túi bụi Xé toan áo của Hương ngay giữa sảnh trung tâm thương mại Mọi người bật máy livestream Một cô gái bịt khẩu trang đi tới tóm lấy áo của Hương Hương tóm lại cổ áo Sao mày dám ve vãn chồng của tao mọi người ơi Con bé này dụ dỗ chồng của mình bao năm qua đấy Mọi người xì xào Và tôi nhận ra đó là Nhung Cô ta bịt khẩu trang đội mũ Và đeo kính mít Quần áo của tôi bị xé toạc ra Tôi không có Nhung đưa hình ảnh của quân ôm hương ở trên tam đảo Mẹ cãi đi Con đĩ điếm này Xưa là lúc tao chưa cưới Bây giờ tao đủ tư cách để đánh mày rồi Hương cô ôm đầu vì có quá nhiều cô gái đánh cô cùng lúc Phải rồi mình lại cứ đến gần người có vợ Mình là kẻ sai trái Sai khi yêu kẻ có vợ Quân thấy cẩm tiên đi vội vã Tới đưa máy cho anh ta Khi ta đang đi ký giấy tờ Gì vậy? Chủ tịch không ổn rồi Quân cầm máy nhìn màn hình Anh ta không tin nổi vào mắt của mình Hình ảnh mà mọi người đang quay live stream Đừng gặp nhau Ở bên nhau sẽ chỉ gây đau khổ mà thôi Đó là điều mà tôi muốn hét lên với anh ta ngay lúc này Tổ nhục những cái túm tóc tát vào mặt của tôi Tôi đều cảm nhận được bản thân mình thật là sơ bẩn Tôi đã đem lòng yêu kẻ đã có vợ Bảo vệ đi ra tuyết còi Vài cô gái bán hàng đi ra can ngăn Dừng tay đi Bạn ấy có phản kháng lại đâu mà chị làm như vậy Có gì từ từ mà nói chuyện với nhau chứ Nó cướp chồng thì còn gì để mà nói chuyện Nó là con khốn nạn Hết lần này tới lần khác nó quyến rũ chồng người khác Con khốn nạn Mày là con đĩ Bảo vệ cơ gàn nhung và đám người còn lại còn tôi bỏ chạy thẳng ra ngoài lên chiếc xe taxi người lái xe quay lại thấy tôi quần áo rách dưới cô có sao không không sao đâu chú cứ đi đi ạ à. người của quân đến bủa vây cả tòa nhà anh ta không thể ra mặt nên ngồi trong xe cầm tiên gàn chủ tịch còn là bí thư thành ủy thành phố này nếu có sơ xuất sẽ mất tất cả chết tiệt quân đấm bột vào ghế người của ta đã vào rồi xin cứ bình tĩnh ngăn chặn được đoạn video đó chưa Tôi sẽ làm tốt nhất có thể Nhưng e rằng lần này rất khó Quân nhắm mắt Khuôn mặt anh ta vẫn đeo chiếc kính cận trắng gỏng vàng Thái độ lầm lì Như nén cơn giận vào trong Hương vào tiệm mua tạm chiếc áo sơ mi trắng mặc vào Khi áo của cô rách tà tơi Điện thoại chị gái cô gọi liên tục Hương nghe máy Em đang ở đâu? Sao rồi? Cái con đánh em nó là ai? Nó có nhầm lẫn gì không? Không nhầm đâu Cô ta là vợ của Ngô Hồng Quân Em gặp anh ta nữa đâu mà nó đã làm như thế Phải kiện chứ Tối qua em có gặp anh ta Em sai chị à Em sai khi cứ cố chấp Nhưng em nhận xem thích anh ta thì đã quá muộn Em đã quá sai rồi Về nhà đi rồi nói chuyện Em cần tĩnh tâm Chị nghỉ đi Đừng lo Khi nào ổn em sẽ về Hương cúp máy Hương em đi đâu Alo Hương biệt khẩu trang Rồi bắt xe đi ngay trong buổi chiều tối Tại căn biệt thự nhưng vừa về đến cửa Thế quân đang ngồi nước trà giữa sảnh phòng khách Hôm nay anh không đi đâu à Quân đặt tách trà xuống bàn Anh ta cười nhẹ Vợ của anh về rồi đấy à Ngày hôm nay của em hẳn là một ngày mệt mỏi Em thì ngày nào mà chả mệt mỏi Bởi vì lúc nào cũng nhớ anh mà Thật sự em rất nhớ anh Cô ta nói vẻ phụng phỉu Anh từng nói với em điều gì nhỉ Em quên rồi sao Đừng động vào đồ của anh khi chưa xin phép anh quân đứng dậy anh ta cầm chiếc thắt lưng ra để sẵn trên ghế đi tới gần chỗ nhung nhung nhìn lừ lừ anh định làm gì anh dám quân ấn tivi màn hình lớn trong nhà đoạn video mà nhung ngủ cùng hiếu trong một khách sạn nhung lắc đầu không thể nào vậy mà lại có thể đấy là đàn bà mà lại dễ dàng như vậy cô còn xứng làm vợ của tôi không em xin anh hôm đó em buồn vì anh nên đã đi uống rượu và Và ngủ với bạn rượu luôn à Anh Hãy bỏ qua cho em lần này đi Quân ấn tiếp video Mà Nhung đánh Hương được livestream Anh ta dùng thắt lưng quật vào Nhung nhát đầu tiên Tao có thể giết chết mày Nhưng tao sẽ không làm như thế Tao sẽ cho mày ăn đòn hàng ngày Vì lý do rất đơn giản là mày đã ngoại tình Quân cứ nghe tiếng Hương xin trong màn hình Mà khiến anh ta quật càng mạnh hơn Cô giúp việc nhìn Nhung kêu mà xót xa tiếng chuông chùa vang lên hương đứng trước ứng ảnh của bố cô được gửi trên chùa bố đã bao lâu rồi con chưa về thăm bố nhỉ con thật là bất hiếu chỉ khi con cảm thấy quá mệt mỏi về cuộc sống này con lại nhớ tới bố con ước gì bố ở bên con lúc này hương nhớ lại lúc còn nhỏ bố cô đèo trên xe đạp rồi nói hương của bố sau này lớn lên xinh lắm đấy hãy chọn cho con một người mà con yêu để sống cho đáng một đời con nhé Sư cô đi ra Vỗ nhẹ vai của Hương Cô muốn nói chuyện với con Sư cô là em gái của bố Đã xuất ra Quân ngồi ăn cùng mẹ anh ta Mặt anh ta hàm hầm Khi đọc được tin nhắn Không tìm thấy cô ấy Mẹ Quân cứ nhìn con trai đang tập trung vào điện thoại Công việc của con bận vậy sao Sao mẹ lại hỏi vậy Có bận cỡ nào cũng phải nghỉ ngơi Cho đàng hoàng nghe chưa Mẹ, con sẽ bỏ vợ làm như vậy con sẽ bị ảnh hưởng đấy. Cô ta sẽ là người phải từ bỏ trước. Nó sẽ không bao giờ từ bỏ con đâu. Mẹ cứ chờ xem. Quân nhếch miệng cười, anh ta đến một quán cà phê bên trong. Hiếu đang ngồi tay run lên khi thấy Quân xuất hiện. Tôi đã làm như anh bảo rồi, đã ngủ với vợ anh rồi. Anh còn muốn tôi làm gì nữa? Tôi không dám tơ vương đến Hương nữa, tôi thề đấy. Mày còn việc chưa hoàn thành nốt. Quân cười nhẹ, Ly trà đặt xuống bàn Cô của tôi thở dài Dù sao anh ta đã có vợ Thì con nên giữ khoảng cách Hương à Dù bất cứ lý do gì Con gặp người có vợ là con sai Con biết là con sai Nhưng con không cố ý cô à Con đã dồn nén tình cảm ở trong tim của mình Nhưng không hiểu sao cứ hay chạm mặt anh ta Có lẽ duyên của con và cậu ta còn chưa hết Nghe như con nói Thì cậu ta là kẻ có tính sở hữu cao và cô nghĩ cậu ta không phải là kẻ đơn giản 39 tuổi đã đứng ở vị trí cao như vậy Theo con Cậu ta đối với đứa con gái bình thường như con là thật lòng Hay chỉ là cảm xúc nhất thời Và dù là gì Cũng hãy tránh xa những kẻ đầy toan tính đó con ạ à. Hương thở dài khi nghe cô nói Cô quyết định ở lại chùa tĩnh tâm hàng ngày Dọn dẹp Nghe cô giảng đảo Cẩm tiên đi xuống hầm rượu báo Thế cô ấy rồi ạ à, Có cần đi đón không ạ à? Không cần cô sẽ sớm trở về bên tôi. Đến giờ đánh chó rồi." Quân cười rồi nhấp rượu, cầm tiên luôn lo sợ những nụ cười đầy ẩn ý của Quân. Cô biết Quân là một người rất xã man trong tất cả mọi việc, ngay cả trong tình yêu. Duyên là một ví dụ. Yêu rất yêu, nhưng khi đã buông cũng rất máu lạnh. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi trở về nhà. Chị tôi và anh rể không nhắc gì tới chuyện cũ, có lẽ là không muốn tôi nghĩ ngợi nhiều trai dưỡng mất tôi và chị đều đến viếng con cái ông ta không có nên không có nổi một tiếng khóc mẹ tôi mặt tỉnh bơ miệng vẫn đánh son đỏ ông ta chết sớm hơn mẹ nghĩ đấy là cây số câu nói của mẹ làm tôi suy nghĩ mãi ba hôm sau khi dưỡng mất được ba ngày thì mẹ bị bắt về tội sát hại chồng bằng chất độc trong nhiều tháng nguyên nhân chính dẫn đến tử vong tài sản tất cả của dượng lại mang tên của tôi tôi rất sốc chị bảo này giờ có lo chuyện cho mẹ tại sao đó ta lại để lại toàn bộ tài sản cho em để em gặp mẹ xem sao cánh cửa mở ra mẹ trông bơ phờ bà hỏi tôi con có điếu thuốc nào không con không có mẹ tài sản của ông ta lại mang tên của con đột nhiên con lại được hưởng số tài sản quá lớn thằng khốn đó nó để cho con mà Đúng là chữ ký của ông ta và người làm chứng Con không thể nhận được Con điên à Mày phải nhận cho mẹ Sẽ còn đưa mẹ khỏi đây Mẹ đầu độc ông ta thật sao Cô cô gái giàu lắm Cô ta mách mẹ làm như vậy Sao là được hưởng tài sản Mẹ điên rồi Cái lão già đó định thịt cả con Mẹ biết hết Mẹ cứ âm thầm làm thôi Cứ nghĩ nó chết đột ngột chưa làm di chúc Nhưng không sao Con hưởng cũng tốt Nhất định phải đưa mẹ ra khỏi đây Tôi rời khỏi trại giam như một kẻ mất hồn Đột nhiên chỉ sau một đêm Tôi trở nên giàu có Dượng chết Mẹ ngồi tù Tất cả như đang mở rộng sẵn một con đường Mà tôi chỉ việc bước đi Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy Điện thoại của tôi reo lên Đầu bên kia giọng nói run rẩy Tôi nhận ra giọng này Tách tách Máu chảy đầy cổ áo của Nhung cô ta tay run run gọi điện cho hương chị xin lỗi em vì tất cả em làm ơn hãy đến đây với anh ấy được không chị điên rồi anh ta là chồng của chị làm ơn được làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa tôi hứa sẽ không gặp anh ta nữa có chết cũng không gặp nhưng mà anh ta yêu em đến phát điên rồi anh ta làm tất cả vì em nếu em không đến với quân chị cũng sẽ bị anh ta hành hạ đến chết nên cậu xin em hãy đến với anh ta làm ơn đi Chị xin em đấy Chị đúng là bị điên rồi Các người điên hết rồi Chị lại đi xin tôi đến với chồng của chị sao Anh ta nắm thóp gì của chị sao Anh ta rất dã man Tất cả đều là kế hoạch kinh tởm của hắn Hương nghe Nhung nói gì đó Cô buông thóng tay Hương hoảng hốt gọi cho quân Anh chờ em gọi rất lâu rồi Em giờ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu để kết hôn với anh Ngô Hồng Quân Anh là đồ chó Anh tại sao lại dã man đến như vậy vì anh yêu em Đơn giản là như vậy thôi Thế nên hãy chuẩn bị mặc chiếc váy cô dâu đẹp nhất Đứng bên anh Anh nghe cho rõ đây Tôi có chết cũng không bao giờ đến với một kẻ như anh Thật sao Tôi nghĩ anh là người đàn ông tốt, ấm áp Tôi đã sai khi có tình cảm với anh Yêu nhau có gì sai Thứ tình yêu của anh là bẩn thỉu Tôi ghê tởm nó Quân cười khẩy Anh ta cúp máy rồi nối máy nói chuyện với bố của anh ta Bố của Nhung sẽ sớm bị điều tra về tham nhũng Cô gái mà con yêu hiện sẽ là người thừa kế công ty CK Bất động sản khai lớn Cô ấy hoàn toàn xứng đáng với con Nên con muốn được cô ấy thưa bố Chấp nhận Con cảm ơn bố Trong căn phòng đầy rượu xịn Quân tay cầm ly rượu cười như một kẻ điên Anh ta thật sự muốn có được hương trọn vẹn Bằng bất cứ thủ đoạn nào Tôi cảm thấy dường như dông tố Thật sự của cuộc đời tôi chính là Quân Anh ta muốn tôi kết hôn với hắn Nếu thực sự kết hôn Có lẽ cuộc sống với anh ta chính là địa ngục Âm mưu Tất cả ngay từ đầu là do anh ta sắp đặt Tất cả anh ta muốn có được mình Ngay từ lần đầu gặp gỡ Tại sao lại là mình Mình có điểm gì thu hút anh ta Tại sao lại vậy Chỉ sau một đêm Tôi trở nên giàu có với một số tài sản kích xù Tôi thầm nghĩ bản thân phải làm sao cố gắng vượt qua hắn, nhất định không để hắn đạt được thứ mà hắn muốn. chị mở cánh cửa ra, vỗ vào vai của tôi. em định tính thế nào? không biết là em phải làm gì đây. em không thể nhận một số tài sản đó được. hắn để lại cho em mà. chắc chắn là quân cô nhúng tay vào vụ này. cha dượng không phải là người hào phóng đến mức cho con của vợ tài sản. chắc chắn là quân đã làm gì đó. nhưng chính lão thuê luật sư và mấy nhân chứng liền. Thì làm giả làm sao được Đó là điều mà em thắc mắc Chị à Hồng Quân không phải là người đơn giản đâu Anh ta không phải là người tốt Làm sao mà em chống lại hắn được Rốt cuộc hắn muốn gì Hắn muốn cưới em Em cũng thích cậu ta cơ mà Đây chẳng phải là điều mà em muốn sao Em không thể lấy kẻ đã đưa vợ hắn vào bẫy tình Hắn đưa cô vợ vào cái bẫy ngoại tình Hàng ngày hắn đánh đập cô ấy Chỉ nghĩ là em sẽ ra sao Nếu như sống cùng hắn Em sẽ chết Huyền ngồi bịch xuống ghế Cô bật khóc Vậy chúng ta phải làm sao đây Làm sao mà đối đầu được với hắn đây Em sẽ nghĩ cách Nhất định phải tránh xa hắn Bố Nhung bị đình chỉ chức vụ Và tạm giam để điều tra Cùng ngày đó cũng là lúc Nhung bị tống ra khỏi cánh cửa nhà quân Cầm tiên nói nhẹ Mời cô ra khỏi đây Mà thủ tục ly hôn đã xong Nhung cười lớn Lết thân xác để vết xước Tôi đã yêu anh một cách mù quáng Ngô Hồng Quân đã cho anh tử rất lâu rồi vậy mà anh lại hại tôi và gia đình tôi một kẻ độc ác như anh sẽ sớm bị quả báo tôi đã nói hết với cô ấy rồi cô ấy sẽ ghét bỏ anh và không thể nào yêu một kẻ như anh hãy chờ mày xem ngô hồng quân rồi cô ta sẽ coi anh là một đống rác hôi thối và tránh xa anh thôi quân đứng bên trên tay cầm ly rượu nhắm mắt khi nghe lời nhung nói anh ta thở dài biết rồi cũng tốt biết rồi sẽ dễ đối diện hơn quân mỉm cười nhẹ Tôi ngồi suy nghĩ cả đêm rồi quyết định rời khỏi đây Đúng vậy, không thể ở gần hắn Tôi thu dọn hành lý Rồi quyết định về quê Trở về ngôi chùa Có cô đang ở Tôi bước ra khỏi cửa Đột nhiên có vài người áo đen Tôi khựng lại Chủ tịch nói muốn đón cô Tôi không đi Xin hãy lên xe Chúng tôi không muốn dùng vũ lực Được, vậy thì thẳng thắn đối diện Mình phải đối diện Tôi bước lên xe Hai tay nắm chặt về lo lắng nơi họ đưa tôi đến là quán cà phê mà tôi gặp quân đầu tiên bước vào trong quán hoa hồng nhung khắp các bàn anh ta đánh piano ở trong khóc vừa đánh đàn anh ta vừa mỉm cười nhìn tôi em đã sẵn sàng làm vợ tôi chưa không bao giờ quân bĩu môi vẻ mỉa mai anh không xứng đáng hay em không yêu anh cả hai làm ơn tránh xa tôi ra anh là một con quỷ anh không phải là con người anh đẹp trai thế này sao lại nói với anh như con quỷ được chứ thì là quỷ độ lốt người quân bật cười thú vị nhỉ anh thích em như vậy đấy anh cũng từng yêu cô gái khác cơ mà xanh không làm tất cả để đến với cô ấy đang định làm thì cô ta đi lấy chồng mất rồi quân nói nửa đùa nửa thật buông tha cho tôi đi quân đánh đàn nhanh hơn anh ta mỉm cười anh thích em từ giây phút em đỡ nhát giao đói cho anh anh yêu em từ ngày đó anh sẵn sàng trả nợ ân tình đó bằng cả cuộc đời của anh có được không kinh tởm tôi ghê tởm con người của anh quân đánh mạnh nốt đàn cuối cùng dù lòng còn thương thế nhưng anh nói cho em biết hạnh phúc không bao giờ đến hai lần nên em chỉ có duy nhất một lần một lần duy nhất quân đứng dậy kéo tay hương rồi ấn đầu cô xuống bể nước anh ta nhích hương dậy rồi đẩy cô tựa lưng vào tấm kính Hương thở hồn hển Tóc tai bù xù ướt nhẹp Cô rơi nước mắt Tôi không muốn lấy anh Chúng ta chẳng là gì cả Nếu từng đậm sâu Thì bây giờ đối với tôi cũng đã phai màu rồi Em không nghĩ nói ra câu này tôi sẽ buồn sao Tôi làm tất cả là vì em Để chúng ta được hạnh phúc Không Hóa ra ba năm qua tôi đã tin lầm người Quân vuốt tóc Hương Sở hôn môi của Hương mút chặt Hương dãy rủa đấm vào tay và ngực của Quân Buông tôi ra hương định tát thì quân giữ tay tôi hết kiên nhẫn rồi chúng ta sẽ kết hôn vào ngày chủ nhật này thiệp mời bạn bè anh em họ hàng tôi cũng đã thay em gửi đi rồi thế nên hãy chấp nhận số phận đi quân buồng tay hương rất mạnh anh ta quay đi hương ngã quỷ tại sao lại là tôi tại sao chứ đáng lẽ thấy nhau rồi thì nên vui mới phải tại sao lại muốn xa cách mình thật chẳng giống ai quân vẫn mỉm cười rồi anh ta quay đi mặt lầm lì Tôi đã sai về nhìn lầm anh Đã sai rồi Bạn bè và cô của Hương Cầm thấm thiệp cưới trong tay Ai cũng ngỡ ngàng trước hôn lễ sắp tới Nếu như đây là mơ Xin cho tôi được tỉnh lại và thoát khỏi giấc mơ này Tôi như đang bay trong giấc mơ Không có lối thoát Sau hôm đó trở về nhà Nhìn anh chị trong buồn bã Chị tôi khuyên tôi Hắn thích em đến như vậy Thì thay vì em chống đối Sao em không thử một lần chấp nhận hắn xem sao em không dám chấp nhận hắn con người của quân rất đáng sợ em không dám đến gần hắn đâu chị anh ta đưa em từ một kẻ tay trắng giờ lại là cô gái có số tài sản đáng kể hắn muốn em phù hợp nhất có thể chỉ vì hắn thích em thật sự em nên mở lòng chấp nhận cuộc hôn nhân này nếu em muốn gia đình mình được êm ấm chị đóng cánh cửa tôi cúi đầu bật khóc tôi đột nhiên thấy sợ quân nhiều hơn thứ tình cảm mà tôi đang có trong lòng đối với anh ta Nhung nhìn tấm thiệp cưới trên bàn Cô ta cười khẩy <cười> Ngô Hồng Quân Hắn quả là tự tin Để xem anh có thể giữ chọn cái tình yêu của anh đến khi nào Thẳng khốn Người của Quân đón tôi tại nhà Hắn nói đi chụp ảnh cưới Chị đẩy vai tôi Đi đi còn đứng được ra đấy Thiệp gửi đi rồi Có muốn thay đổi cũng không được Hương buồn bã lên xe tới phim trường Cô thay đổi cô dâu Rồi bước ra ngoài cửa Quân mỉm cười khi tấm rèm được mở ra. Đi nào. Hương gạt tay của Quân trước mặt mọi người. Tôi tự đi được. Quân rụt tay lại. Anh ta cười khẩy. Ánh mắt đầy tức giận. Ra ngoài hết đi. Mọi người đi ra ngoài. Trong dạp chỉ còn Quân và Hương. Anh ta trong bộ vét trắng nhìn Hương hầm hầm. Anh định làm gì? Nghe này, Phạm Thu Hương. Tôi đang hết sức kiên nhẫn với em. Nên nếu tôi còn thấy bất cứ một thái độ nào trái máu tôi. Thì ngay lập tức Anh rể em vào tù Và cháu em cũng sẽ không có mẹ đâu Quân bóp miệng Hương Hương lườm lại Thẳng khốn Anh chỉ đe dọa tôi là nhanh Tôi không sợ anh đâu Vậy thử xem Cầm tiên cho anh rể của Hương nhảy lên lấy tay bịt miệng Quân Tôi nói đùa thôi Cưới thì cưới chứ tôi sợ gì Quân gạt tay Hương ra khỏi miệng Rồi ôm lấy eo của Hương Đừng có để tôi nhắc lại Sẽ không có lần thứ hai đâu anh đâu có yêu tôi Tại sao lại lấy tôi làm gì Anh từng nói anh yêu một người và thích một người cơ mà Đấy là trước đây Còn hiện tại thì anh toàn tâm toàn ý với riêng em Quân hôn chụt lên môi của Hương Trong cả buổi chụp ảnh cưới Hương vẫn nở ra một nụ cười rạng rỡ bên chú rể Thế nhưng sau khi nghỉ giải lao Cô lại khóc trong toilet Một mình vì tủi thân Và sợ phải kết hôn với Quân Tại sao kết hôn với người mình thích lại cảm thấy mệt mỏi và đáng sợ thế này Bố của Quân đột nhiên lên cơn đau tim Ông ta bị đột quỷ Quân và mẹ anh ta ngồi chờ bên ngoài Bác sĩ hớt hải Qua cơn nguy kịch rồi Nhưng rất dễ bị đột quỷ Gia đình nên cẩn trọng trong thời gian tới Mẹ của Quân thở mạnh như xua tan được nỗi lo Bà nhìn Quân Sao con không nói gì vậy Mẹ muốn con phải nói gì Quân Ông ta dù sao cũng là bố của con nhưng ông ta luôn ngáng đường con Giờ thì là lúc con được là chính mình Con nếu không có ông ý kiểm hãm Thì con Ý mẹ nói con là kẻ độc ác mất nhân tính sao Mẹ không có ý đó Mẹ và ông ấy từng chứng kiến sao còn gì Quân cười nhếch mồm Rồi châm thuốc Vừa đi vừa hút thuốc Mẹ anh ta ngồi bịch xuống ghế ôm mặt Cẩm tiên Cô gái ấy liệu có thể thay đổi nó Cậu quân nghiêm túc với cô gái ấy Nên cháu mong cô ấy có thể tiết chế được chủ tịch Cô sinh nói ra từ khi nó còn bé Đã là một đứa trẻ khép kín Cho tới cái ngày Nó và anh nó cãi nhau ở trên lầu Và anh nó rơi xuống từ lầu 6 và mất Cô không muốn nghĩ tới Nhưng cô sợ khi biết sự thật Nếu như quân đẩy anh nó thì Cô không tin chủ tịch sao Chủ tịch không bao giờ làm chuyện đó đâu Cô tin Nhưng nó là đứa trẻ mà không ai biết được nó nghĩ gì Quân bước đến Nghĩa Trang Anh ta đặt bó hoa lên kể người có tên ngô hồng quyết bố suýt chút nữa nguy kịch anh đừng đưa ông ấy đi vội anh phải để ông ấy dự hôn lễ của em đã chứ hương đi bộ lững thững phía sau vì đi cùng quân nhưng sợ không dám ngồi xe một mình này sang để tôi ngồi một mình trong xe ở bãi tha ma vậy hương thế quân đứng lặng nhìn một tấm bia mộ cô lặng lẽ đi tới đứng cạnh chào đi đây là anh trai anh hương cúi đầu chào à vâng Quân nhìn Hương rồi mỉm cười và nắm tay Hương Anh Đây là vợ sắp cưới của em Cô ấy là Phạm Thu Hương Kém em 20 tuổi lận Em lấy vợ trẻ đấy Anh phải chúc mừng cho bọn em nhé Hương lặng yên nhìn Quân Đang nói vẻ rất thật lòng Hương này Anh làm mọi thứ để được bên em Anh chỉ biết yêu thôi Anh không thể nói những lời phủ phiếm Nhưng anh chỉ biết yêu em chân thành Đừng sợ Chỉ cần nắm chặt tay anh anh nhất định sẽ không buông tay em anh đang tỏ tình với tôi tại bãi tha ma đấy à quân bật cười và hương cũng vậy hai người họ cứ vậy nắm tay nhau đi lặng lẽ trong ánh hoàng hôn hương trở về cứ nhìn bàn tay anh ta lúc rất ấm áp lúc thì cứ như một kẻ điên mình bị anh ta làm cho dối tung mọi thứ nhưng hắn là kẻ sắp đặt âm mưu để mẹ mình vào tù dù là gì thì mình cũng không được mở lòng Quân đứng nhìn bầu trời bên ngoài Anh ta mở hầm của mình Bên trong có nhiều cổ vật Chiếc nhẫn bằng vàng dòng chạm hoa văn tinh xảo Quân cầm lên rồi mỉm cười Sẽ hợp với em Ngày cửa hành hôn lễ đã diễn ra Nhung chủ động gọi cho Hương Tôi cả đêm không chợp mắt Vì suy nghĩ ngày kết hôn đã tới Tôi định sau kết hôn Sẽ hỏi rõ vụ của mẹ tôi Điện thoại reo lên Chị Nhung có chuyện muốn nói với em Ra quán cà phê Nhung đưa cho tôi nhiều bức ảnh Mà chụp tại trên cơ của Nhung Cái này là Hắn đánh chị đấy Em đủ thế dã man không Chị đã yêu hắn Chờ đợi hắn bao năm qua Vậy mà hắn chỉ vì thích em mà ruồng dễ chị Em có nghĩ là sau này sẽ có Ngày hắn làm vậy với em không Dù sao thì em cũng không còn cách nào khác Em rất tiếc vì chuyện của hai người Nhưng em không thể chạy trốn khỏi anh ta được Em lấy người đưa mẹ em vào tủ hay sao Hắn dã man lắm em không biết đâu Kẻ thâm độc Bố chồng chỉ còn tính sau khi em sinh con xong Sẽ giết em và anh ta đồng ý đấy Anh ta đồng ý Thật mà Tai chị nghe rõ luôn Anh ta đánh chị chỉ vì muốn cưới em Thế em liệu có hạnh phúc được hay không Em không mong hạnh phúc Như anh ta muốn em sinh con xong thì giết em Thật sao Vậy nếu em không thể sinh con Chị không hiểu Hôm nay nhất định phải bỏ trốn khỏi nơi này hãy giúp em chị sẽ giúp em dù sao chị cũng là vợ cũ của anh ta nên chị biết rõ hắn cảm ơn chị nhung cười nhạt ngày hôn lễ cửa hành chị gái hương hối hả chạy đi báo chú rể đang được 6 người ba trai ba gái chuẩn bị mặc đồ và trang sức kèm phụ kiện cánh cửa mở ra cô dâu đã biến mất quân quay sang trên tay cầm chiếc đồng hồ tiền tỷ ánh mắt anh ta lầm lì ném chiếc đồng hồ vào tường vỡ toang mặt kính Tìm cô ta về đây ngay Tôi được Nhung mua hộ vé tàu Và chuẩn bị sẵn nơi cho tôi đến trốn Trước khi lên tàu tôi mở máy Vì lo sợ chị ở nhà cuộc gọi từ Lan tới Sao ta tới nhà mày mà không có ai vậy Có thấy gì không Không thấy ai luôn Chị tao và anh tao không có nhà sao Con Hâm này mày hỏi gì lạ vậy Đang ở đâu đấy Tao định bỏ trốn Mày điên à Có nghĩ tới hậu quả không vậy Tao sợ anh ta sẽ chết chết tao mất Ai anh Quân sao Con điên này Sao mà anh ấy giết mày được Nói hàm hồ Đừng ai nghe nói linh tinh nhá Còn nhớ ngày mày bị đâm không Anh Quân bảo tao giấu đấy Chính anh ấy là người ở bên mày khi mày suýt chết Sau đó hình như anh ấy bị bố đánh lúc đến thăm mày lần cuối Áo đầy máu Tao nghe lỏm thấy anh ta nói chuyện với chị thư ký Là bố anh ấy không ép Ép không được yêu mày Nên mới từ bỏ mày đấy Sao bây giờ mày mới nói Thì anh ấy bảo tao giấu mà không có anh ấy thì mày chết rồi đấy Mày lại nỡ bỏ chú rể Khi chú rể sai chỉ vì yêu mày sao Vợ anh ấy có đến gặp tao Ai là vợ Vợ cũ tính gì Cô ta ngủ với thằng khác thì ăn đòn là đúng Sao mày ngu thế hả Hương Nhưng quân sắp đặt Sắp mà chúng nó không thích nhau thì có vồ nhau không Chúng nó hẹn hò nhau chán chê rồi Tao gặp Hiếu đi với cô ta mấy lần rồi Tao Về đi Tao bảo chị make up chờ mày Tôi cúp máy thì chị gái gọi Em ở đâu vậy? Chị có sao không? Hắn có làm gì chị không? Chú rể đã ra lễ đường Khách đến cả rồi Khổ thân nó đến phút này cô dâu còn bỏ về Về ngay Tao với cháu đang ngồi chờ đây Chứ quân nó làm gì đâu Chuyện của mẹ mình là do bà muốn chiếm tài sản Nếu bà không có ý Thì quân có lợi dụng được không Về đi sau này hỏi rõ mọi chuyện là được Quân đứng trên lễ đường mặt lầm lì Anh ta cố gượng cười bắt tay bạn bè Đến giờ cửa hành Cánh cửa lễ đường mở ra Quân lưỡng lự vì chỉ có một mình Từ sau hương vòng tay mắc vào cánh tay của quân Chào chú rể của em Em chạy học bơ đến rồi đây này Em tin là anh làm tất cả vì em Tin ở tình yêu của anh Quân cười thở mạnh như bớt được nỗi lo Anh ta ôm miệng cô dâu hôn Khiến cho mọi người đứng dậy vỗ tay Bạn bè của quân hét lên Thằng khốn kia Chưa bước ra mà đã hôn rồi Máu thế Anh yêu em Hương cười tít mắt Quân cũng vậy Giữa lễ đường Chúng tôi nắm tay nhau Dù không biết là gì Nhưng người này nói câu anh yêu em Làm tôi thật sự rung động Dù anh ấy có làm gì Cũng là vì thật sự yêu tôi Tôi thấy Nhung đứng bên dưới Cô ta đã nói dối tôi bịa đặt nhiều chuyện Quân sẽ không bao giờ nói giết tôi Tôi chắc chắn về điều đó Nhung nắm chặt tay Con khốn đó nó đi mà quay lại Nó lấy kẻ tống mẹ nó vào tù Chấp nhận lấy kẻ có một đời mở vợ Mày sẽ không ra gì đâu Hương Mày cướp chồng tao Sẽ có ngày Có người cướp chồng của mày Em gái quân đứng bên cạnh Nhung hẩy vai Anh của tôi ngay từ đầu đã không yêu chị Chị dùng thủ đoạn ép anh tôi bao nhiêu năm Hãy để anh tôi được yên đi Hắn sẽ không hạnh phúc được đâu Cứ chờ xem sau 3 năm Chúng tôi đã được ở bên nhau Câu đầu tiên tôi hỏi sau khi bước lên xe Chuyện của mẹ em là sao? Là anh giúp em đưa bà ta vào tù Em phải vui mới đúng chứ Vậy chính anh thật sự đã đưa mẹ tôi vào tù sao? Anh trả thù cho em Đã lấy ra em phải cảm ơn anh chứ Hương tát vào mặt của quân Tôi không cần Thì ra là anh đúng là như vậy Tôi nghĩ là mình đã hiểu sai về anh Giờ em chính xác là vợ của tôi rồi nên thôi cái kiểu trẻ con đó đi Đó dù sao cũng là mẹ của tôi cơ mà Mẹ mà bạn con Thì không còn xứng là mẹ Hương trở về nhà vẫn khóc Quân cởi bỏ quần Thì thấy Hương nằm trùm chăn Này đây là đêm tân hôn đấy Anh chén tôi còn gì Còn tân hôn cái gì nữa Tôi không nói chuyện với anh nữa Tôi đi ngủ Này ngủ thật đấy à Này Trong căn biệt thự đó Bắt đầu cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ Liệu quân có thể nắm giữ được tình yêu trọn vẹn với Hương Như cách mà anh ta dùng mọi thủ đoạn Để có được cô Hay chỉ là tình yêu nhất thời Từ nay đã là người một nhà rồi anh nhỉ Cánh cửa chạy ra mở ra Mẹ tôi ngồi vẻ mặt suy sụp Con lấy nó rồi sao Số mẹ còn may mắn chán con ạ à. Bây giờ nhiều tiền Đã lấy được chồng giàu Mẹ Anh ta suốt cuộc nói gì với mẹ thế Cậu ta nói nếu dượng chết đi tài sản sẽ thuộc về mẹ thế nên mẹ đã đầu độc lão ta mẹ không nghĩ được ra là công an sẽ điều tra ra sao lưới trời thưa nhưng khó lọt mẹ thật sự chỉ nghĩ vậy giờ mẹ muốn được làm lại con à con cho mẹ làm lại đi con sẽ thuê luật sư tốt nhất cho mẹ và mẹ hãy thành khẩn nhận tội đi lỗi của anh ta là kích động mẹ nhưng lỗi của mẹ chính là tội ác trong tâm can của mẹ đấy nghĩ tới bố con mà cứu mẹ con à mẹ chán sống cảnh ở đây rồi mẹ phải trả giá cho hành động của mình mẹ bán con là con đã trả chữ hiếu cho mẹ rồi bán con cho nó thì con quá hời còn gì mẹ có biết anh ta là người thế nào không tất cả là lỗi của mẹ đấy mẹ đã để con gặp hắn là lỗi của con con đã gặp nó để nó thích con trước con đừng có đổ lỗi cho ai có thể lỗi của con là đã gặp hắn hương đứng dậy đi buồn bã sau khi kết hôn cô mới nhận ra Bản thân mình không có lựa chọn cho cuộc đời của mình, ngay từ khi bắt đầu. Ngày sau hôm kết hôn, thiếu quân có việc phải đi Sài Gòn gấp, ngay sáng hôm sau. Anh ấy đi công tác 10 ngày. 10 ngày xa nhau anh ta không gọi điện hay nhắn tin gì cho tôi. Tình cảm của anh ta nắng mưa thất thường, tôi biết điều đó. Tính cách của anh ta cũng thật sự khó hiểu. Biết rằng lấy một người chồng đầy mưu mô và thủ đoạn. Nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt Và tôi chỉ còn biết chấp nhận số phận mà thôi Quân trong Sài Gòn Cầm một chiếc bình cổ Anh ta cười tươi Làm tốt lắm Thưởng nóng 10.000 đô cho nó Chiếc bình này nghe nói có từ thời nhà Thanh thưa chủ tịch Nó chính xác là đời nhà Thanh Cầm tiên cô biết không Chiếc bình này nó tượng trưng cho điều may mắn thịnh vượng Tôi sắp có tin vui chăng Biết đâu cô Hương lại gọi báo có thai thì sao ạ cô nhắc tới hương anh ta liền đổi sắc mặt đừng có nhắc đến cô ta nữa tôi đi bao nhiêu ngày cô ta không thèm gọi một câu vẫn trách tôi vụ của mẹ cô ta Rồi sao cũng là mẹ của cô ấy mà cô ấy giận thì chủ tịch phải chủ động nhắn trước chứ mình là đàn ông mà không tôi không sai chủ tịch không sai nhưng mà mới cưới cô ấy có lẽ đang chờ điện của chủ tịch đấy quân thấy chồn chồn anh ta bỏ điện thoại ra cứ loay hoay úp rồi lại lật và rồi quyết định ấn gọi hương đang ngồi ôn lại bài sau khi phải chuyển về việt nam học theo ý của quân thấy số quân gọi hương vội nghe máy vâng em đang làm gì em đang học bài ừ rồi ngủ sớm đi vâng em không có gì để nói với anh sao anh muốn em phải nói gì cô đừng thấy tôi yêu thương cô mà cô lấn tới em đâu có làm gì quân cúp máy hương cũng tức bởi vì bao lâu không gọi giờ gọi về trách móc anh điên à Sao lại tức Bạn Quân gõ cửa Đi ăn đi nào Ừ Bạn thân của Quân là Hùng Anh ta thấy Quân có vẻ không vui Sao thế Không sao Cái nhau với vợ à Mười người xong nó đi công tác Nó chả tức Nó nhớ đấy Nó còn không thèm gọi chứ nhớ mong gì Ái chà, Đáng gờm đấy Ai bảo lấy vợ trẻ làm gì Ở với con Nhung có phải hơn không Nó biết điều hơn Đừng nhắc tới nó nữa Tao ớn lắm Đi thôi thèm rượu rồi Hùng làm chủ chuỗi nhà hàng đồ pháp tại Sài Gòn Quân vừa bước vào ngồi Thì chợt thấy bên bàn là Duyên Cô người yêu cũ ngày xưa Duyên đứng bật dậy khi thấy Quân Anh, lâu rồi không gặp Em ngỡ ngàng quá Ừ, um, chào em Anh đi với ai vậy? À, anh vào công tác Nhà hàng này là của Hùng bạn anh Của anh Hùng à, anh đi đâu? Nói xuống dưới có chút việc rồi Còn em, em đi một mình thôi Chồng em đâu? Em chia tay được hai tháng rồi Ồ Duyên đi sang bàn của Quân Hai người trò chuyện xưa Em không nghĩ chuyển vào đây sống lại có thể gặp được anh ở đây Ở đây em đang không quen ai Đang tính lại ra Bắc Em vẫn mở sóc thời trang chứ Em vẫn mở Còn anh Nghe nói anh đã kết hôn Ừ Lần hai luôn à Quân bật cười Đúng vậy Vậy là anh còn nhanh hơn em đấy Em biết anh không thích Nhung ngay từ đầu mà Hôn nhân không có tình yêu Sẽ sớm tan vỡ thôi Em cũng vậy Em biết trước là sẽ tan vỡ Nhưng vì muốn quên anh nên em đành kết hôn Quân cười nhạt rồi lảng đi chuyện khác Em có mấy bé rồi Trời em chưa có bé nào cả Ban đầu kế hoạch sau này xích mích Nên em càng không muốn đẻ Ừ cũng may là khi chia tay không có con Đỡ ràng buộc Còn vợ anh có bầu chưa Chưa còn đang đi học Anh cứ bình tĩnh thôi Anh lớn tuổi lắm rồi còn gì nhìn anh đã già chưa trời anh mời già em chắc là thành bà lão mất anh cũng mong năm nay có con luôn đây anh chắc là yêu cô gái lắm không tự xưng lại kết hôn tất nhiên rồi anh yêu vợ anh cô ấy cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô ấy chứ tất nhiên rồi sau khi ăn uống xong dương chủ động cầm tay của quân hôm nay chúng ta nói chuyện xuyên đêm chứ lâu lắm rồi anh anh về và anh gọi phê tham bây giờ Hẹn em hôm khác nhé. Vậy hôm nào em gọi thì đi đó nhé. Quân cười nhẹ, rồi mở cửa xe cho xuyên với phép lịch sử. Xuyên vừa đi thì hùng vỗ vai. Tỉnh cũ không rủ cũng tới nhỉ? Điên à, tao quên lâu rồi. Ừ nhỉ, đang yêu vợ trẻ ngon hơn mà lị. Lị cái con khỉ về đây. Quân vỗ vai của hùng rồi trở về khách sạn. Anh ta mở điện thoại ra, không có cuộc gọi nhỡ nào. Cứ bảo vợ cho oai Chứ cô ta không thèm Gọi cũng không sợ mất chồng Hôm sau tôi đến nhà chị gái chơi với cháu Chị tôi lại nôn ẻ Chị lại có bầu hay sao vậy Ừ có khi thế rồi Con còn bé quá Đang tính đi hút Hâm mà Phải đẻ chứ Chị mà linh tinh Em không bao giờ ngó chị luôn đấy Vất vả lắm Giờ em có tiền Chị chỉ việc đẻ thôi Em sẽ thuê người chăm trẻ cho chị Được rồi Cứ phải nói to mà em cũng tính đẻ luôn đi Chứ quân nó cũng lớn tuổi rồi mà Hương đột nhiên trùng xuống Cô khó có con Giờ đang là nỗi lo lớn Biết tin quân tối về Nên Hương ở nhà chuẩn bị đồ ăn từ chiều Đến khi quân về Anh ta có vẻ dỗi Hương không nói năng gì Lên thẳng phòng Hương đi lên thấy quân đang cởi đồ Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm Cô cũng biết nấu cơm cho tôi ăn cơ đấy Anh vừa về mà đã nói chuyện kiểu đấy Thì đừng có nói chuyện nữa Vậy cô muốn tôi phải nói kiểu gì Cô giúp việc thấy Hương chạy xuống nhà Cô giữ lại Đi đâu vậy cháu? Ăn cơm đã Chuẩn bị từ chiều rồi Cháu không ăn đâu à? Hương đỏ mắt Cô giúp việc thấy hình như khóc Hương dắt xe đạp điện rồi rời khỏi nhà Cô ở trên phòng Ném bộp chiếc áo vào tường Có giỏi thì cứ đi đi Hương cứ đi dọc con phố Vừa đi vừa khóc Nhìn em bé quảng cáo bìm ở trên tivi Ở quảng trường Hương bật khóc lớn Tôi có nên nói với anh không tôi giữ trong lòng cũng mệt mỏi lắm tôi khó có con thì liệu hôn nhân có nên kết thúc sớm không hương cúi đầu khóc như một đứa trẻ ước mơ được làm mẹ của cô bị lụi tàn điện thoại reo lên mẹ quân báo bố con mất rồi quân mặt lầm lì vâng tại đám tang mọi người cúi chào quân mặc đồ đen quấn khăn tang đứng cạnh quan tài của bố mình anh ta có vẻ mệt vì đứng từ đêm hôm trước hương đi tới vỗ nhẹ anh nghỉ đi em thấy anh một lúc không sao em thấy anh có vẻ mệt rồi đã bảo là không sao mẹ Quân xua tay kìa con sao lại quát vợ Hương nắm chặt tay quay đi Quân định nói gì đó rồi lại thôi anh ta thở dài sao con nặng lời thế còn bao người ở đây nó quan tâm con nên mới như vậy mà kệ cô ta đi tôi đến Quân thấy Hương tất bật rót nước mời khách chạy sai chạy vào anh ta đang định gọi thì cầm tiên báo bọn chúng đến viếng rồi ạ à? muộn hơn tôi nghĩ bên ngoài một kẻ mặc đồ vét đen trắng tiến vào đám tang hắn vừa đi vừa cười cợt vẻ mỉa mai ô chết rồi à bác ơi là bác ơi đó chính là ngô mạnh gọi bố của hưng bằng bác ruột mẹ quân chỉ tay cút ra ngoài kìa bác làm gì mà căng thế anh quân còn ở đây mà bác đã sợ chết cháu chỉ thích động tay với người trẻ thôi anh quân nhỉ quân xoay chiếc nhẫn trên tay rồi cười nhẹ Mạnh đến mà anh cứ ngỡ là chủ tịch nước đến nhà anh cơ đấy Ui dào bố anh chết anh chả sướng bỏ mẹ đi Anh ghét ông ấy lắm còn gì Anh có nói câu đó sao Nhìn mặt bác lần cuối rồi ra ngoài cho người khác vào đi em Anh vẫn cứ giọng kiểu có học thức cao ngạo như ngày nào Bí thư thành ủy thành phố Mà có bố là xã hội đen Nói ra ai ngửi được Hương từ sau lên tiếng Để cho tăng lễ nhà người ta Mà lại cười cợt như một tên điên vậy Ngô mạnh tức tối Mày nói gì Hắn sừng sổ tiến tới gần chỗ của Hương Thì quân chặn ngang đường Mày bước thêm một bước nữa Tao chặt gãy chân của mày Anh dọa em đấy à Anh ơi anh có phải là xã hội đen như bố anh đâu Anh là dân văn phòng cơ mà Vừa nói quân dùng tay đánh mạnh vào hầu của mạnh Hắn ôm cổ của quân Tóm tóc giật ngửa ra rất nhanh Rồi dùng chân anh ta đạp thẳng vào đầu gối mạnh Làm chân của anh ta gập xuống tư thế quỷ Giác nhẹ Mạnh hét lên Gãy chân tao rồi Người của Mạnh định lao vào quân Đứa nào bước chân vào đây Ta đảm bảo là không đứa nào ra khỏi đây nguyên vẹn Cầm tiên cầm cây kiếm nhật Bọn chúng sợ lùi lại Vì biết cầm tiên nổi tiếng là tay kiếm nổi tiếng Và bên cạnh quân lúc nào cũng có 5 vệ sĩ nổi tiếng Chưa kể người của bố anh ta đứng vây quanh Tiên Ngô Mạnh Con trai của Ngô Hưng bị đánh gãy chân Đại ca Cậu chủ bị đánh Hắn đã chết Chúng ta nhân cơ hội này Giết luôn con trai của hắn Để trả thù cho cậu chủ đi mà nên dùng cái đầu để mà đối phó với nó Hơn là dùng tay chân nếu muốn sống yên Thằng anh ta nó nổi tiếng bảo quyền Thì thằng con trai của nó Liệu có phải là đứa hiền lành cho mày giết được chắc Hãy mong là nó không đứng ra quản lý Mà giao cho thư ký của bố nó Nó mà thay cha nó Thì không còn chỗ mà oai đâu Tao sẽ chờ cơ hội Nhớ đế quân Mà đánh gãy chân của con tao Tao chắc chắn sẽ để người thân của mày Sống không bằng chết